Không, bạn sao bạn lại nói người ta đến từ quá khứ như vậy? Bạn phải nói là người về từ lòng đất à? Nhường qua Nemo thôi thôi, làm thêm game nữa, thấy sớm sớm làm thêm game nữa. Ý, ba con Calista này, cầm Sojin luôn này. Ba con Calista cầm Sojin. Ước gì đến quái là được con Nunu nhỉ? Ôi giời ơi, mực à? Sao nghe mùi mực chứ ta? Mùi mực tanh chứ vậy? Nghe mùi mực tanh quá ta. Calista 3 slow roll đấy hả? Slow roll Calista 3. Thì chơi mày luôn không? Thì Calista solo roll. Soraka tin hắc ám thôi, Soraka tin hắc ám khó trong top lắm. Nói chung bạn phải đỏ thì bạn đánh bài gì cũng on top được hết á. Đấy như thằng này này, vừa vào nó cứ vừa la hai Lissandra hai các kiểu ấy. Thí dụ mà ta đánh đánh kiểu Soraka còn được, bạn một cái vừa la một cái Lissandra không có sao đánh. Giải động né kìa, coi kìa. Hay quá, giết được một con mừng thế. Đã chơi game mà giết được một con mà mừng lắm luôn đấy, đối với mình mừng quá lên. Không cầm Sojin vô cực là được rồi bạn, không cần crit phép đâu. Thôi tiết kiệm tiền đi, mình đánh bằng Calista mà. Calista Sojin vô cực. Thôi, đánh Calista cho vui, Calista ngon mà. Đánh Calista cũng khá là hay. Không kịp chọi luôn. Khay nhỉ. Chắc con này vô là được chọn rồi. Solo roll Calista vui mà. Vui lắm luôn. Sao mày bỏ tao đi vậy con Aatrox kia? Mày bỏ tao một mình cho con kia nó kẹp tao. Sao mày đần độn dữ vậy? Thôi lượm đầy máu đi. Tại vì mình cầm một cái vút bẫy ám ấy,
mình cần một cái vút 7 hạng ám để tí cho con Brain hoặc là con Rain nó cầm để bảo kê Kalista. Riven này, Riven ngon này. Tí ta có vô cực đi hình cờ hó. Lừa 50 Kalista ra xong lừa luôn à. Lừa luôn hả ta. Đừng có thắng nha ba. Thế đệt mẹ nó. Nó xàm thế nhờ. Nhưng cái round này thì lại thắng. Đệt. Game kiểu luôn vận hành theo cách đi ta xuống. Game luôn vận hành theo cách đi chúng ta xuống. Rồi, hai Kalista này. Từ từ anh em, đánh Kalista cho nó vui. Mực mủng cái gì? Mực mủng không chán à? Đấy, có thì là tí ghét thầy ma cũng vui. Thôi tí slow roll 5 ấy. Slow roll 5 để lấy mấy con khác nữa. Nu nu. Giáp máu. Giáp máu, kiếm súng. Hecarim thì cứ đồ tanh là được. Đâu phải lúc nào cũng vẽ được đồ đâu. Các bạn cứ hỏi đồ gì ngon nhất làm sao. Suốt ngày hỏi đồ gì ngon nhất thôi. Sao không có cung nhỉ? Ghét luôn. Hay là đánh Mordekaiser ta. Vô cực diệt à? Hợp lý.
Nếu mà đánh được vô cực diện cũng hợp lý. Úi giời, mét trọi hụt luôn rồi. Đần như con Nidalee vậy. Đần như con Nidalee không khác gì. Kiếm súng dấp máu em khăn. Hợp lý. Thì bây giờ cứ slow roll con này 3 sao đi đã. Mình vẫn thích con này 3 sao. Đánh 3 sao rồi ký kẹp order sau cũng được. Cứ slow roll con đấy 3 sao cũng được. Con này 3 sao rồi tí kiếm order sau cũng được. Order dốc máu em. Kiếm súng khăn. Thì lượm cho con này vô cực. Hoặc là lượm cái cung nữa đi. Mấy này trăm máu luôn này. Event 2 nên mua 2 chứ 6 30 tiền. Dễ nhờ. Cứ năm thây ma là bây giờ roll kiếm con Nunu còn chưa ra. Người ta nhẹ cái Nunu 2 chứ 6 30 tiền Nunu 2 Reven 2 Rai luôn rồi kìa. Nói rồi, game này là game nhân phẩm mà. Có phải game kỹ năng đéo đâu. Vô cực áo. Cứ nuôi con này đi đã. Tí tính. Nuôi cho vui. Tôi nhìn cái màu đầu game là tôi biết tôi out top rồi. Chơi cho vui đi. Rồi nốt con này 3 sao đi, tí tính. Giờ kiếm thêm một cái găng nữa. Hay là ghép thây ma. Ê, model này. Thôi ghép thây ma làm gì. Vô cực hạ ám luôn. Ghép máu này. Có thằng tăng rồi. Một Kalista cho vui. Kalista 3 là nhiều đam lắm á. Tí Kalista 3 là nhiều đam lắm. Đấy chắc 3 thì 3 này là Hyper 3 sao mà. Hyper mấy con này 3 sao mà. Rồi mấy con này 3 sao mà, bài này là vậy mà. Nuôi Kalista thì rồi con ấy trước 3 trước ạ. Game vô lý đấy nhỉ. Lên. Đen đấy nhỉ. Đã 5 con Kalista trước, chưa có con ấy trước nào. Giờ rồi lại Kalista 3 trước là sao. Có hiểu. Hiểu. Lâu lâu mới nuôi Kalista chứ bộ. Chứ có phải lúc nào cũng nuôi đâu. Cay thế nhở. Lâu lâu nuôi cho vui mà. Rôn nó đéo ra ta. Con này cầm thêm cái giáp thiên thần nữa là ngon. Khăn này. Ready hammer?
Bố mày đéo tin, bố mày không roll được mày 3 sao đấy. Cay thế nhờ. Càng cay tôi càng roll các bạn. Mẹ nó. Đen dữ đấy. Vừa phải thôi. Dưa phép phải, đừng để bố mẹ khâu. Cày thế nhờ. Để mẹ thìa đéo ghét được cái gì à? Lại ghét tao đục cái dây cái hắc ám bây giờ đấy. Tính là tính ghét cái giáp thiên thần cho nó nữa. Hết kiếm. Giờ mình ghét quân đoàn cũng được. Có gậy hắc ám thì mình ghét cho nó cái đồ long luôn rồi. Tiết kiệm tiền đi các bạn. Chưa muốn ốp chết hay làm gì hết. Tiết kiệm tiền đi. Xếp qua bên này đi. Tại vì con sai ẩn nó cứ lùi bên này. Có gậy hắc ám thì mình đã ghép đồ long luôn rồi. Hoặc là có cung thì mình ghép quân đoàn rồi. Ghép đồ long cho nó cũng được. Ghép đồ long cho nó được nhiều AP cũng được. Cái đồ long cho nó là ném mát đau luôn. Thôi lại tức làm gì từ giời ơi cung ở cung này ấy có mẹ đen thế nhở. Có những cái thìa vứt luôn rồi đấy, thìa này coi như vứt luôn rồi chứ còn gì nữa. Lấy mẹ nước mắt đi. Thìa coi như vứt luôn rồi đấy. Xúc vật thật chứ. Nó đen đủ đường các bạn. Nó đen nhiều đường lắm. Không có một cây gậy hắc ám để mình ép đồ lao. Cái thiết giáp làm gì cũng không kẹp thiết giáp đâu. Đấy để em ghép như chỉ chục tội cho rồi. Hai game đúng ép chết luôn đi. Đặt thìa xong rồi đéo cho một cái món gì có thể ghép được với cái thìa. Hay thật đấy. Nhất thần sứ đâu ăn thua. Game đúng rác luôn. Đúng ép chết mà. Ép chết thấy rõ luôn. Luôn luôn đen các bạn ạ. Này luôn luôn đen. Đen vãi cả lên. Ghép quân đoàn mà hồi nãy là thìa hắc ám. Có phải thìa thường đéo đâu mà ghép quân đoàn.
Chim ra cung gì 7 đồ rưỡi rồi, làm đéo còn đồ đâu. Thì đó là thì hắc ám. Thà tôi ghét cái dây chỉ trục tội cho con anh chớp đây này, chứ nó tăng còn đỡ hơn. Game đúng rác luôn, đen vãi lên ra. Đen đéo chịu được ấy. Cái tên hồi nãy cũng đéo cho chọn cung, hoặc là cho chọn cái gậy cũng được. Để người ta không ghép được con đoàn thì người ta ghép đồ long cho con này cũng được, đúng không? Đéo. Chơi game đúng đen nhất vũ trụ luôn đấy, đéo ai đen đằng. Chán, bạn thấy Kalista được chưa? Thế nào có ai đen bằng được? Thà ghép dây chuyền trục tội còn ngon hơn cái thần sứ. Ghép thần sứ làm gì? Ghép dây chuyền trục tội nó vừa là tăng mà nó vừa hồi máu cho con Mordor luôn. Cho ai chấp dây chuyền trục tội này còn ngon hơn. Kinh loại này cái độ đen. Sợ vậy. Sợ này. Thì đấy, hồi nãy mà thí dụ mà có gậy hắc ám ấy thì mình ghép cho con này cái đồ long, hoặc có cung thì ghép cái sợ cái gì, cái quân đoàn rồi, đúng không? Nên là không có luôn mà. Đấy, làm gì còn đồ đó, có ghép như chuyện trục tội thôi. Như chuyện trục tội ấy chốc thôi. Rồi kiếm con Yasuo đi anh. À, là có Diana rồi, Diana cũng được. Để tiền tiếp. Đen kinh khủng đen. Rất nhiều kiểu gì. Rồi gặp thằng đỏ chó này. Hammer 2 set 3. Kinh chưa? Anh em thấy độ đam chưa? Đỏ chó, đỏ chó. Đỏ đỏ con khờ. 30.000 đam đến từ vị trí của Kalista. Thằng nào chê nó đi. Bố phải đen thôi đấy. Bố phải không đen, bố phải vả hết. Nãy mà lượm được cái gậy hắc ám mà, hoặc là cái cung đi là đánh được mẹ 6 con đoàn rồi. Cay thật. Để có Yasuo thằng Remen để cho con này được ulti. Này ở đấy mà không có sát thủ đây này, ở đấy mà không có. Nó to đùng đây này, ở đấy mà không có. Chẳng có chưa gặp thôi. Đấy, ở đấy mà không có. Bắt Mordor luôn. Bắt chết Mordor luôn. Hay chưa. Rồi bắt luôn Kalista mà. Ơi
Ôi. Ôi. Được. Được. Cho con ấy chốc nhá. Cho con ấy chốc nó được hồi phục ấy, nó hồi phục nhiều lắm. Bỏ nó đa ra ngoài tạm đi. Cho ai chốc thì nó hồi phục nhiều lắm. Ấy, phải rôi thêm con đấy chứ. Raven á. Hay cho Yasuo đi. Rôn con Yasuo nữa. Rôn con này. Rôn con gì? Rôn con Raven nữa. Thua. Này thua, phải rôn con Raven nữa. Rôn con Raven nữa mới được. Mới được 6 quân đoàn, 4 đồ long. Sao mà ra ta? Ra thay con này cũng được này, cũng không cần hút cho nó, không cần hút cho nó đâu. Ra thay con này đi. Raven đi. Bỏ chân đồ nhưng mà ra Raven sẽ bỏ đi chứ mà. Ra đây mình nếu ra đây bỏ. Come on. Ra hạ không thơ. Ui thầy lên lên 3 này. Raven. Trời ơi. Có biết con The Raven không? Riven con khờ. Riven con này là con gì? Mắt mấy thằng này nó bị vấn đề về đọc hiểu hay sao ta? Đéo phân biệt được con Raven với con Riven. Có vấn đề về đọc hiểu à? Đây này. Raven với Riven đéo phân biệt được ạ. Ô mấy thằng mát. Chân đồ 2 này. À thôi, cần pan tăng hơn. À còn Modern lại vĩnh viễn đéo lên được 2. Cay thế nhở. Ừ, đã được thằng này yếu. Thằng hồi nãy khỏe vậy mà mình còn ăn mà. Thằng này thì sinh cái tuổi luôn. Thằng này thì sinh cái tuổi luôn. Sinh cái tuổi luôn, chết đi. Sinh cái Modern 2 coi. Ui, ông này một máu này. Modern 2. Cày thế nhở. Dỗi vậy ta. Tí lượm găng ghép Yasuo sát thủ bay đằng sau bằng được.
Ủa rồi AFE 3 luôn, cái Zuneco luôn này. Mẹ thiệt sự nó con này 2 sao từ lâu rồi, nó còn AFE 3. Mẹ mình chưa kiếm được con Model 2, nó là AFE Lioc 3 rồi. Game nhái lại bỏ game nhái thì lại tự ái. À, AFE 3 khỏe quá sao đó. Để một đứa hai, trời ơi, rồi Riven một được rồi, một đứa nữa lên ba lần đầu. Thôi gặp ông này là thua, gặp ông này thua rồi, đi rồi, gặp ông này là đợi đi rồi, giờ này chưa một đứa hai gặp ông đấy là đi rồi, chịu các bạn. Gặp bóng thằng này, gặp bóng. Thôi anh lên rồi. Không gặp bóng thì lấy cái gì mà ăn trời. Đi. Ôi chết. Ui, AFE cũng mạnh. AFE cũng mạnh. Thìa nữa này. Nhưng mà có ghép được con gì vào đâu mà thìa. Thôi, lấy dê ke còn ngon hơn đấy các bạn ạ. Lấy thìa có được cái gì đâu. Lấy cái dê ke vào thêm tí tốc đánh cho con Raven này cũng được. Còn được 5 đồng để roll tiếp. Mẹ Model 1 đến chết ạ. Cay thế nhờ. Model 1 đến chết luôn mà. 6.5 Model 1. Giỏi. Rất là giỏi. Hai gấu luôn thì hai lần luôn thì chịu. À? Vãi nồi ạ. Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình đẹp tướng mới hoặc là build đội hình mới á thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Sinh ra là trẻ trâu tinh nghịch, trẻ trâu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ trâu vô